Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vừa tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021. Với tổng số 8 cơ động, cơ sở 2. Năm 2021, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên được Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao nhiệm vụ tiếp nhận tổ chức huấn luyện gần 1.500 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân để giao quân cho công an các đơn vị địa phương. Qua 3 tháng tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, các chiến sĩ mới đã được huấn luyện thuần thục những khoa mục nghiệp vụ quân sự, võ thuật cơ bản, sử dụng thành thạo một số vũ khí, công cụ hỗ trợ thông dụng trong đánh bắt tội phạm, tham gia phối hợp cùng các lực lượng khác tổ chức giải tán đám đông, chống khủng bố, bạo loạn và nắm những quy định cơ bản của điều lệnh công an nhân dân. Mỗi một khoa mục thì đều có những khó khăn riêng, vì là mới là sinh viên mới tốt nghiệp cho nên bước vào môi trường rèn luyện khuôn khổ của công an như này, học điều lệnh thì điều đó rất là khó, nhưng mà rồi cũng dần thích nghi được ạ. Với lại môn võ thuật hoặc là các môn kỹ chiến thuật á, có thể những bài học những động tác sẽ là bị bầm tay bầm chân đau, nhưng mà vẫn cố chịu và cố vượt qua hoàn thành tốt các môn học. Khi mà vô đây học được các thầy dạy những bài học mới thì rất là tự hào và rất là yêu thích ạ. Nhưng mà hết 3 tháng đi qua thì cảm xúc để lại ở đây rất là nhiều. Các cán bộ lãnh đạo chỉ huy trung đoàn và các ban quản lý ở đây rất là quan tâm và chú đáo đến em tâm binh như thế này ạ. Em rất là đam mê và rất là thích ạ. Em muốn đứng trong lực lượng công an nhân dân để sau này phục vụ cho Tổ quốc ạ. Chủ động cập nhật những nội dung mới, phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Các chiến sĩ của chúng ta như những tờ giấy trắng vừa rời khỏi ghế nhà trường, nhưng mà khi tham gia với cái môi trường luyện thì các đồng chí đã trưởng thành hơn rất nhiều về mọi mặt. Trong đó là về cái ý thức tự giác, về cái lòng dũng cảm và cái nhiệt huyết, cái tâm huyết, nhiệt huyết và cái yêu ngành, mến nghề và cái mong ước là được đứng trong lực lượng quân nhân dân. Thậm chí nó là niềm tự hào của từng mỗi đồng chí và có lẽ cả gia đình người thân các đồng chí nữa. Cho nên từ đó thì nó cũng sẽ tạo cái điều kiện thúc đẩy, tạo cái động lực để cho chiến sĩ mới luôn vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt các chương trình huấn luyện. Và tôi tin tưởng rằng là sau này là các đồng chí về công tác tại các đơn vị công an các địa phương sẽ phát huy được hết những phẩm chất, những cái yếu lĩnh động tác và những cái kỹ thuật nghiệp vụ, những cái chuyên môn mà được huấn luyện đào tạo tại Trung đoàn Cảnh sát Tây Nguyên để góp phần vào cho cái sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự nói chung trên địa bàn. Kết thúc khóa học, 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu của khóa huấn luyện đề ra và được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động lãnh đạo các cấp ghi nhận, cấp chứng chỉ. Trong đợt này, có 5 tập thể và rất nhiều cá nhân thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và Công an các tỉnh đã được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện.